quan tình hình sức khỏe bệnh nhân NHD, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, chiều 31 tháng 3, tiến sĩ Hà Thị Bích Vân, trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện bệnh nhân D vẫn hôn mê, thở máy, điều trị hồi sức tích cực. Bác sĩ Vân thông tin, tuy nhiên khi cấu vào tay chân, bệnh nhân đã có những phản ứng như cựa được một chút, nghĩa là có đáp ứng với đau, đồng tử co hơn trước, đường kính giảm từ 8mm xuống 4mm. Hiện bệnh nhân được chăm sóc dinh dưỡng qua sonde theo bác sĩ vân bệnh nhân vẫn còn tình trạng viêm màng não viêm phổi suy thận cùng với chẩn đoán chấn thương sọ não việc đánh giá tình hình đáp ứng thuốc điều trị được thực hiện hàng ngày do bệnh nhân vẫn đang rất nặng nên bác sĩ cho biết không thể tiền lượng xa được bác sĩ vân cho biết chúng tôi chưa kết luận bệnh nhân chết não vì để kết luận vấn đề này cần phải lập hội đồng chuyên môn và test chết não nhiều lần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bé trai NHD 14 tuổi vào viện ngày 27 tháng 3. Đây là nạn nhân trong vụ nam sinh lớp 8 ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bị đánh dẫn đến tình trạng nguy kịch. Cùng ngày, công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với TVM sinh năm 2008 ở quận Long Biên, Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo công an quận Long Biên, ngày 19 tháng 3, đơn vị tiếp nhận trình báo của gia đình cháu NHD, sinh năm 2010 ở quận Long Biên về việc cháu D đang chơi tại sân đình lệ mật, phường Việt Hưng bị đánh trọng thương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố Hà Nội và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an quận Long Biên xác định khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 3, cháu TVK sinh năm 2012 ở quận Long Biên chơi tại khu vực đình lệ mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu NHD tát vào mặt cháu ca chạy đi gọi anh trai là tvm để nhờ giải quyết mâu thuẫn khi hai anh em đi bộ ra sân đình lệ mật thì gặp bố là anh tvt sau khi nghe kể lại sự việc anh tê chở hai con ra sân đình lệ mật để xem ai đánh khi đến khu vực đình lệ mật anh tê bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy sau đó anh tê quay xe định ra về lúc này anh tê thấy cháu m chạy vào đấm làm cháu đê ngã ra đất anh tê vào căn ngăn rồi chở hai con về nhà sau đó, anh Tê trở lại khu vực sân đỉnh lệ mật thì thấy cháu D có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa vào bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị. Bệnh viện xác định cháu D bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiền lượng tử vong cao. Ngày 27 tháng 3, gia đình chuyển bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ điều trị. Bà Trịnh Hoàng Hoa, Trung học cơ sở Việt Hưng, quận Long Biên nghẹn ngào khi nhắc về NHD, nam sinh lớp 8 bị hành hung, dẫn đến chấn thương sọ não. Không chỉ cá nhân tôi mà tập thể giáo viên nhà trường rất đau xót với vụ việc của em D. Nhà trường cũng đã thay nhau vào viện để thăm hỏi, động viên gia đình em, bà Hoa tâm sự. Theo bà Hoa, từ khi biết tin D nguy kịch, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh của nhà trường cùng nhau quyên góp để giúp đỡ gia đình em. Tập thể giáo viên trường cho cơ sở Việt Hưng đã kêu gọi phụ huynh, học sinh quyên góp giúp đỡ gia đình em. Có phụ huynh đã chuyển hỗ trợ trực tiếp tới gia đình em, có người chuyển thông qua lớp và nhà trường. Hiệu trưởng trường cho cơ sở Việt Hưng cho biết. Chiều ngày 26 tháng 3, tôi cùng giáo viên chủ nhiệm và cả các học sinh cùng phụ huynh của lớp đã chờ 3 tiếng đồng hồ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để được gặp đê và tiến em về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Nhìn em nằm bất động, các thầy cô và các học sinh đều rất xót xa. Chúng tôi chỉ mong có phép màu đến để em vượt qua làn danh sinh tử, báo Hoa nói. Nữ hiệu trưởng và các bạn học vẫn thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của nam sinh hàng ngày qua người nhà. Đê quê ở Phú Thọ, sống trọ cùng mẹ ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Cách đây 3 năm, bố em không may qua đời do tai nạn giao thông. Cũng kể từ đó, một mình mẹ em đi làm để kiếm tiền nuôi em ăn học. Theo cô Hoa, trong quá trình học tập ở trường, D là học sinh ngoan, lực học tốt, tuân thủ các nội quy của trường. Lớp 6 em đạt học sinh giỏi, lớp 7 vào kỳ của lớp 8, em có học lực loại khá, cô Hoa thông tin. Không chỉ học sinh trường cho cơ sở Việt Hưng lo lắng xót xa trước tình cảnh của D, nhiều sinh ở các nơi khác cũng có nhiều hành động ấm áp như cầu nguyện gấp 1.000 con hàng giấy, mong điều kỳ diệu sẽ đến với nam sinh này. Thông tin với Việt Nam Net ngày 29 tháng 3 về tình hình sức khỏe nam sinh học lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não, đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện bệnh nhân NHD vẫn đang điều trị hồi sức tích cực, em vẫn đang hôn mê phải hỗ trợ thở máy. Thầy thuốc tiếp tục áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, chưa thể nói trước được điều gì về diễn biến sức khỏe, đại diện bệnh viện nói. Cũng theo nguồn tin này, trưa 29 tháng 3, khi trao đổi với các bác sĩ trực về những thay đổi của D so với thời gian điều trị tại cơ sở y tế Hà Nội, người nhà bệnh nhân D cho biết những ngày trước, nam sinh không có phản xạ. Tuy nhiên, hiện tại cậu bé 14 tuổi đã có phản xạ khi được tác động. Ví dụ như người nhà cấu vào chân, trẻ có dấu hiệu co chân lại, nghĩa là có phản xạ, còn lại trẻ chưa có dấu hiệu gì khác biệt. Nguồn tin cho biết hiện mọi chăm sóc y tế cho bệnh nhân phụ thuộc vào thầy thuốc với sự hỗ trợ của người nhà. Nam sinh ăn được qua đồ và đường tĩnh mạch. Như Việt Nam Net đưa tin, ngày 27 tháng 3, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với TVM sinh năm 2008 ở quận Long Biên, Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo Công an quận Long Biên, vào ngày 19 tháng 3, đơn vị tiếp nhận trình báo của gia đình NHD sinh năm 2010 ở quận Long Biên về việc MD đang chơi tại sân đỉnh Lệ Mật, phường Việt Hưng bị đánh trọng thương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận đã báo cáo lãnh đạo công an thành phố Hà Nội xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, công an quận Long Biên xác định vào khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 3, em TVK sinh năm 2012 ở quận Long Biên chơi tại khu vực Đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị em NHD tát vào mặt. Em TVK chạy về đi gọi anh trai TVM để nhờ giải quyết mâu thuẫn khi hai anh em đi bộ ra sân đình lệ mật thì gặp bố là ông tvt sau khi nghe kể lại sự việc ông tvt chở hai con ra sân đình lệ mật để xem ai đánh khi đến khu vực đình lệ mật ông tê bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy sau đó ông tê quay xe định ra về lúc này ông tê thấy mờ chạy vào đấm làm đê ngã ra đất ông tê vào can ngăn rồi chở hai con về nhà sau đó ông Tê trở lại khu vực sân đình Lệ Mật, thấy Đê có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa vào bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định em Đê bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Những ngày qua, chị NTL, chú quận Long Biên, Hà Nội, mẹ nam sinh lớp 8 NHD, bị TVM, sinh năm 2008, chú quận Long Biên, đánh dẫn đến chết não, vẫn đang ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc con trai. Đã hơn 10 ngày con trai gặp nạn, chị N đã khóc cạn nước mắt, đôi mắt chị thâm cuồng, cơ thể tiêu tụy như người mất hồn. Người mẹ này vẫn mong sự việc chỉ là cơn ác mộng, khi tỉnh dậy con trai chị sẽ khỏe mạnh như thường ngày. Tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Thọ, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng D vẫn nằm bất động. Trong mắt chị L, D càng lớn càng trưởng thành, những công việc gia đình em đều tham gia giúp mẹ. Đặc biệt, D có năng khiếu thể thao, đã đạt được nhiều thành tích và huy chương từ khi chồng mất do tai nạn vào năm 2021, hai mẹ con chị L nương tựa vào nhau để sống. Công việc mưu sinh của chị L là hàng ngày đi bán hàng rong để nuôi cậu con trai ăn học ở Hà Nội. Vậy mà chiều 17 tháng 3, chị phải nhận tin xét đánh. Nhìn con trai giờ đây nằm bất động trên giường bệnh, sự sống được duy trì từng ngày thông qua máy thở, chị L liên tục khóc gọi. Đề ơi, dậy đi con. Chị L mong một phép màu sẽ đến. Theo chị L, từ lúc xảy ra vụ việc, gia đình người tấn công cháu D đã đến thăm vài lần. Chị L nghẹn ngào. Họ đưa 70 triệu đồng và bảo chị lo được như thế. Tưởng nghĩ mình vất vả cũng chỉ mong các con bằng bạn, bằng bè, ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng cuộc đời sao bất công với mẹ con tôi thế? Cầu mong cho con vượt qua được kiếp nạn này. Tối 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với TVM, 16 tuổi, chú quận Long Biên, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối cùng ngày. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người tham gia tố tụng hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân cho biết hiện nay bị can đang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích, điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với loại và mức hình phạt quy định cho tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù trung thân. Trong vụ án, nạn nhân mới có 14 tuổi nên bị can sẽ phải chịu tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm C khoản 1, điều 134. Mặt khác, nạn nhân đã bị chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 99% và đang có tiền lượng xấu. Với các tình tiết nêu trên, dù nạn nhân có tử vong hay không thì bị can sẽ vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 4, điều 134 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 7 đến 14 năm. Luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định, tuy nhiên do bị can vẫn dưới 16 tuổi là người chưa thành niên cũng là đối tượng được pháp luật bảo vệ, nên nếu bị kết án về tội danh này thì sẽ chịu hình phạt cao nhất bằng 1/2 so với người thành niên trên 18 tuổi. Trước đó, ngày 19 tháng 3, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nam sinh NHD, 14 tuổi, học sinh lớp 8, chú quận Long Biên, về việc khi đang chơi tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, thì đê bị đánh gây thương tích nặng, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện 108. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 3, cháu TVK, 12 tuổi, chú quận Long Biên, chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị NHD tát vào mặt cháu TVK chạy đi gọi anh trai là TVM để nhờ giải quyết mâu thuẫn, M sau đó đã đấm làm D ngã ra đất, có biểu hiện choáng, mặt tái và được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển bệnh viện 108. Tại đây, D được xác định bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao và được chuyển về bệnh viện Đa khoa Phú Thọ là quê bố của D.